Yeah. Và sau đây á, kích cái vài lời muốn gửi cho Hà, không biết ở quê nhân là thế này này. Em tưởng em là vậy hả? Trong mắt của anh á, em chỉ là cất thơ, ok? Nhờ sự xâm lôn của hai bạn mà mình có thể là một tên tuổi hai bạn bằng cái bài hát này. Là đừng kiss chứ em tưởng em là ai mà sợ lồn với anh hả? Anh thích là anh bé chứ con gạt gì mà căng hả? Lúc đầu yêu nhau thì vân vân dạ dạ, khoảng 2-3 tháng sau thì đủ mấy em lên giá. Nó cái đéo gì cũng cãi ha, té đi là vừa, đừng có trách móc tại ai. Anh đéo còn như xưa, đừng có kêu giang hồ ra mà đòi chiếm anh. Em là cái hố công cộng để cho giang hồ nó banh ra. Đút cái con cù vô cái mỏ của em bú kìa, như một con đĩ đế bức vậy còn rên đú kìa. Trời ơi, anh thiệt là khổ quá đây, gái quy nhân sao toàn mấy cái con đĩ quét khô. Và còn vài câu cuối thôi, nói thẳng ra cái tên nó, bè bị cùng cặt lấy tên cuốn đeo khắc tên chó. À còn con nhỏ đi với nó, anh không nhắc đến là hên đó. Fuck. Em ghét thì em chịu, mấy bạn mình ngồi đừng có nói nha. Em ỉa đây bài này thế thì hửi đừng có hỏi nha. Em đéo cầm cầm mình, nghe thì nghe không nghe thì biến. Em sống có một mình, kia thì kia không kia đừng ý kiến. Em ghét thì em chịu, mấy bạn mình ngồi đừng có nói nha. Em ỉa đây bài này thế thì hửi đừng có hỏi nha. Em đéo cầm cầm mình, nghe thì nghe không nghe thì biến. Em sống có một mình, kia thì kia không kia đừng ý kiến. Và cứ thế tao chửi một con điên tên là Ni. Tao nhớ mày từng nói anh kít ơi cho anh free. Free cái con cạc cái mặt như cục sắt à. Đéo cần thiết mắt em cho không đéo xem phân ca. Để xấu đừng làm màu, và để xấu thì đi sau lưng chứ đừng có leo lên hàng đầu. Bài đạt làm bằng chỗ cờ là lồng gì đéo biết. Ô le ô liếc gì đó dẹp hết đi tao đéo tiếc. Bé bay bi quyền em, đứa nào muốn làm quen thì cứ bay vô bi em. 0-9-4-8-8-6-6-7. Đứa nào thiếu lòng thì gọi số đấy mà nhây. Em lấy cái tin đồn đi khách sạn với hai thằng bạn anh để kiếm phim ha. Nhưng mà làm gì có cái vụ đó đâu. Đi với em thì nhục mặt thêm thôi. Còn nữa đừng bao giờ nói xấu anh với bạn anh nha. Em ghét thì em chịu, mấy bạn bên ngồi đừng có nói nha. Em ỉa đeo bài này thích thì hửi đừng có hỏi nha. Em đéo cần cầu mình, nghe thì nghe không nghe thì biến. Em sống có một mình, kia thì kia không kia đừng ý kiến. Em ghét thì em chịu, mấy bạn bên ngồi đừng có nói nha. Em ỉa đeo bài này thích thì hửi đừng có hỏi nha. Em đéo cần cầu mình, nghe thì nghe không nghe thì biến. Em sống có một mình, kia thì kia không kia đừng ý kiến. Tao không đẹp trai mà sao tụi bay ăn ngày cứ khen hoài. Em nít anh hai cho đẻ rồi bị em hỏi ai dạy u ai dạy cái đủ má. Muốn làm quen thì nói đàng hoàng đừng có nhầy. Cứ chọc anh tức anh nít bài này đừng hỏi tại sao anh chửi. Ok anh là BD, nhìn mặt anh giống con gái. Tại hơn nữa là anh xà lồn và cái voi rất giống ái. Anh biết ra bài này lũ cho cái bay vô chửi. Nhưng mà không sao anh ỉ bài này các em cứ việc úp và bồ hửi. 10 con như một gái thời này toàn mất chân. Cái mặt thì như con cặc mà đặt đơ hình rồi lừa tình. Thôi đi mấy má, tới giờ thách tỉnh nha. Nếu em là con gái trong chán thì làm ơn nghe xong bài này em đừng có sủa ha. Vừa này đó thì cái dành cho các em mà hay đi là liếm con trai đó. Em biết vào thì nói chuyện làm quen bình thường thôi, ok? Nhưng đừng có như cái nói ở trên, ok? Ừ, ok, tôi là BD. Tôi có B, nhưng mà B người ta lên giường đó chị hai à. Mày để cái con mẹ mày, độ khốn nạn. Yeah. Và sau đây á, kích cái vài lời muốn gửi cho hai không biết ở quê nhân là thế này này. Em tưởng em là vậy hả? Trong mắt của anh á, em chỉ là cất thơ, ok? Nhờ sự xâm lôn của hai bạn mà mình có thể là một tên tuổi hai bạn bằng cái bài hát này. Là đừng kiss chứ em tưởng em là ai mà sợ lồn với anh hả? Anh thích là anh bé chứ con gạt gì mà căng hả? Lúc đầu yêu nhau thì vân vân dạ dạ, khoảng 2-3 tháng sau thì đủ mấy em lên giá. Nó cái đéo gì cũng cãi ha, té đi là vừa, đừng có trách móc tại ai. Anh đéo còn như xưa, đừng có kêu giang hồ ra mà đòi chiếm anh. Em là cái hố công cộng để cho giang hồ nó banh ra. Đút cái con cù vô cái mỏ của em bú kìa, như một con đĩ đế bức vậy còn rên đú kìa. Trời ơi, anh thiệt là khổ quá đây, gái quy nhân sao toàn mấy cái con đĩ quét khô. Và còn vài câu cuối thôi, nói thẳng ra cái tên nó, bè bị cùng cặt lấy tên cuốn đeo khắc tên chó. À còn con nhỏ đi với nó, anh không nhắc đến là hên đó. Fuck. Em ghét thì em chịu, mấy bạn mình ngồi đừng có nói nha. Em ỉa đeo bài này thế thì hửi đừng có hỏi nha. Em đéo cầm cầm mình, nghe thì nghe không nghe thì biến. Em sống có một mình, kia thì kia không kia đừng ý kiến. Em ghét thì em chịu, mấy bạn mình ngồi đừng có nói nha. Em ỉa đeo bài này thế thì hửi đừng có hỏi nha. Em đéo cầm cầm mình, nghe thì nghe không nghe thì biến. Em sống có một mình, kia thì kia không kia đừng ý kiến. Và cứ thế tao chửi một con điên tên là Ni. Tao nhớ mày từng nói anh kít ơi cho anh free. Free cái con cạc cái mặt như cục sắt à. Đéo cần thiết mắt em cho không đéo xem phân ca. Để xấu đừng làm màu, và để xấu thì đi sau lưng chứ đừng có leo lên hàng đầu. Bài đạt làm bằng chỗ cờ là lồng gì đéo biết. Ô le ô liếc gì đó dẹp hết đi tao đéo tiếc. B
bé bay riêng quyền em. Đứa nào muốn làm quen thì cứ bay vô bi em 0974888667. Đứa nào thiếu lòng thì gọi số đấy mà nhây. Em lấy cái tin đồn đi khách sạn với hai thằng bạn anh để kiếm phim ha. Nhưng mà làm gì có cái vụ đó đâu. Đi với em thì nhục mặt thêm thôi. Còn nữa đừng bao giờ nói xấu anh với bạn anh nha. Em ghét thì em chịu mấy bạn bên ngồi đừng có nói nha. Em ỉa đeo bài này thích thì hửi đừng có hỏi nha. Em nếu cần câu mình nghe thì nghe không nghe thì quyến. Em sống có một mình kia thì kia không kia đừng lý kiến. Em ghét thì em chịu mấy bạn bên ngồi đừng có nói nha. Em ỉa đeo bài này thích thì hửi đừng có hỏi nha. Em nếu cần câu mình nghe thì nghe không nghe thì quyến. Em sống có một mình kia thì kia không kia đừng lý kiến. Tao không đẹp trai mà sao tụi bay ăn ngày cứ khen hoài. Em nít anh hai cho để rồi bị em hỏi ai dạy ủa ai dạy cái đủ má. Muốn làm quen thì nói đàng hoàng đừng có nhầy. Cứ chọc anh tức anh nít bài này đừng hỏi tại sao anh chửi bậy. Ok anh là BD nhìn mặt anh giống con gái. Tồn tại hơn nữa là anh xà lồng và cái voi rất giống ái. Anh biết ra bài này lũ cho cái bay vô chửi. Nhưng mà không sao anh ỉ bài này các em cứ việc ướp và bồ hửi. Mười con như một gái thời này toàn mất chân. Cái mặt thì như con cặc mà đặt đơ hình rồi lừa tình. Thôi đi mấy má tới giờ thắc tỉnh nha. Nếu em là con gái trong trắng thì làm ơn nghe xong bài này em đừng có sủa ha. Vừa này đó thì cái dành cho các em mà hay đi là liếm con trai đó. Em biết vào thì nói chuyện làm quen bình thường thôi ok. Nhưng đừng có như cái nói ở trên ok. Ừ ok. Tôi là BD. Tôi có B nhưng mà B người ta lên giường nói chị hai à. Mày để cái con mẹ mày độ khốn nạn. This is Cinema Beats Production.